chị em ơi. Hello, xin chào cô chú các anh chị em nha, đã đến với kênh channel Người Sài Gòn. Như có thông tin mới đây, ở Long An sẽ được giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 8 tháng 7. Đặc biệt là 4 khu vực, như là thành phố Tân An, Đức Hòa, huyện Đức Hòa, huyện Cần Duộc, huyện Cần Đức đó. Cho nên là ở khu vực Cần Duộc nên hôm nay dành một chút thời gian chạy lên thành phố lấy đồ rồi, để không thì vô cái chỉ thị của nó là phải ra vô thành phố và phải có giấy phiếu xét nghiệm âm tính có thời hạn 4 đến 5 ngày vậy, quên rồi đó. Mà bắt đầu từ 0 giờ ngày 8 tháng 7. Rồi hôm nay em update tình hình rồi xem. Đó, tình hình mùa dịch đi chợ mua đồ đó là điều nhu cầu thiết yếu. Rồi theo thông tin mới là từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Sài Gòn sẽ được giãn cách xã hội, nên là mọi người dân tranh thủ vô siêu thị mua đồ rất là nhiều. Đó, bây giờ phải xếp hàng và phải 2 tiếng hồn hồ mới được thanh toán. Đó, vô siêu thị mà vơ quét hết do các chợ đầu mối Bình Điền thì tạm đóng cửa luôn. Chốt sẽ được lập kiểm soát ở đây trước, khai báo y tế. Bình thường là ở chỗ ngã ba dưới có cái rạp kiểm soát, trạm y tế, bây giờ nó sẽ dời tới đây trên dưới, là có nghĩa là tối nay là sáng ngày mai là sẽ khai báo y tế, ra vô là phải khai báo y tế. Nãy khoảng chừng 2-3 giờ trưa ở đây gió rất là nhiều, mưa cũng có mà giờ gió nhiều hơn. Các chợ đã được răng dây. Ở đây cũng vậy ha, tình hình chợ mua xếp hàng vô mua còn gì đâu.
chân và đóng cửa hết là chết luôn đó. Đây là em đi về đường về quận 8, đường về Sài Gòn. Đây mới hơn 6 giờ thôi à, lấy hơi âm u rồi nha. Đó, này chợ Bách Hóa Xanh rất là đông luôn. Rồi, cái tập hóa nhỏ nhỏ là cũng hết hàng luôn. Chà chà phút một đông nghẹt luôn. Đó, đã ngay từ đầu rồi, từ hồi mà hỏi chung giãn cách từ thứ nhất là thấy không hiệu quả, không bớt được thì nên làm mạnh tay chút xíu. Đó, nhà nước có thể là sợ kinh tế bị xuống đó. Bây giờ dây dưa cho đến ảnh hưởng đến cái cảm thấy nặng hơn mà mới giãn cách xã hội. Có như đợt dịch lần đầu tiên thì giãn cách xã hội là rất là nghiêm ngặt luôn, chỉ hạn chế ra đường đó, hạn chế ra đường chỉ đi ra đường khi mua đồ ăn thôi. Có một câu trầm ngôn này cũng hay à, có một cái xa tết thì cũng hay à. TV nói là hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi mua đồ ăn thôi. Bây giờ TV không có nói là TV tiền đâu để mua đồ. Chỉ ở nhà khi cần thiết. Khi ra đường phải mua đồ cần thiết thôi, chứ không có tiền đâu hết á.
thực tế em review lại cũng như là thực tế xem đường phố hiện tại như thế nào, tình hình dịch Covid như thế nào. Đó, nếu cô chú thấy video này hữu ích quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo. Ở đây có một số chợ rất là bán chuối quá trời luôn.
dịch nhiêu chục chú? 35 hả? Tới 20 à? Lạc 35 gà 24 mới ta gà đây bán 35 và ở trên dưới cần ruột thì bán 38 rẻ được mấy ngàn thôi, hộp gà hết rồi, hộp vịt chứ. Là hồng gà hồng dịch là 35.000 một chục, hồng gà hiện tại là hết rồi, ở dưới tường chuột là 38.000. nếu như nãy vợ mình nói là giá từ 35 cho đến 32 thì mua. Từ thành phố về Long An hiện tại thấy gửi xe rất là nhiều, ở đây cũng rất là đông luôn. Cái hộp gà có giá dao động từ 24 cho đến 28 gì vậy, hộp gà mà cũng hết.
lên giao lưu cùng với nhau, qua để lại là bình luận bên dưới. Quý vị đang sinh sống ở khu vực nào?